cái gì khiến cho con người chịu chuyển động? Khiến cho anh ta phải làm một cái gì đó? Thúc ép anh ta chấp nhận những thách thức của việc du hành, tự đặt bản thân vào những hiểm nguy của những cuộc viễn chinh nối tiếp nhau. Tôi nghĩ đơn giản chính là sự tò mò về thế giới, là khao khát được ở một nơi chốn, được nhìn thấy một quang cảnh bằng mọi giá, được trải nghiệm những lý thú dù cách nào đi nữa. Sự say mê như vậy quả hiếm có. Con người về bản chất là một loài sinh vật thụ động, từ thời điểm mà anh ta bắt đầu chuyên tâm trồng trọt và bỏ lại phía sau cuộc sống hiểm nguy và không chắc chắn của nghề thợ săn và hái lượm, anh ta định cư hạnh phúc, tự nhiên, trên một mảnh ruộng và tự cách ly bản thân với xung quanh bằng một bức tường hay một con mương. Anh ta sẵn sàng đổ máu, thậm chí là hy sinh tính mạng để bảo vệ những cái thuộc về mình. Nếu anh ta buộc phải di chuyển thì chỉ có thể là bởi vì bị cưỡng ép, hay vì chiến tranh, hay để tìm kiếm một công việc tốt hơn, hay vì một lý do nghề nghiệp, vì anh ta là một tùy thủ, một người làm việc lưu động, một nhà buôn, một thủ lĩnh của đoàn bộ hành. Nhưng để đi ngang sẻ dọc thế giới trong nhiều năm đơn giản bằng sự tự nguyện, nhằm mục đích biết về nó, cân đo nó, hay hiểu về nó ư. Và sau là viết lại tất cả những khám phá đó. Những người như vậy luôn luôn hiếm có. Vậy từ đâu mà Hè Rổ Đỏ Tu có được sự say mê với du hành? Có lẽ nó bắt nguồn từ câu hỏi bột phát trong đầu một đứa trẻ, rằng những chiếc thuyền mà nó thấy ngoài khơi kia đến từ đâu. Trẻ con chơi trên bãi cát, gần với vịnh có thể thấy một chiếc thuyền xuất hiện phía xa chân trời và cứ lớn dần khi con thuyền trôi dạt về phía bờ. Con thuyền đến từ đâu? Phần lớn những đứa trẻ không buồn đặt câu hỏi đó. Nhưng một đứa trẻ bất kỳ, trong lúc đang xây lâu đài trên cát, bất chợt có thể thốt ra câu hỏi như vậy. Con thuyền đến từ đâu? Đường thẳng giữa trời và biển, rất rất xa, đường thẳng mà luôn có vẻ như là nơi tận cùng của thế giới, có chăng một thế giới khác? Bên kia đường biên ấy. Và có chăng một thế giới khác nữa bên kia cái thế giới khác? Thế giới ấy thuộc loại nào? Đứa trẻ bắt đầu tìm cho mình câu trả lời. Sau này, khi nó lớn lên, nó sẽ có sự tự do tìm kiếm một cách bền bỉ. Chính chặng đường đi cũng cho ta đổi chút khoái khỏa. Sự chuyển động. Du hành. Cuốn sách của Hè Rổ Đỏ Tu là sản phẩm của du hành. Nó là tác phẩm du ký phóng sự vĩ đại đầu tiên của nền văn học thế giới. Tác giả của nó mang trong mình bản năng phóng sự, một cặp mắt và đôi tai báo chí. Ông không mệt mỏi, ông vượt biển, băng qua thảo nguyên, liều mình vào sâu bên trong sa mạc ghi chép lại cho chúng ta về những hành trình đó. Ông làm ta kinh ngạc bằng sự trung kiên, không bao giờ than phiền kiệt sức. Không có gì làm nhụt chí ông, và chưa một lần ông nhắc đến nỗi sợ. Cái gì khiến cho Hè Rổ Đỏ Tu không sợ hãi và không mệt mỏi, tự lao mình vào cuộc phiêu lưu vĩ đại ấy? Tôi nghĩ đó là từ một niềm tin lạc quan, thứ niềm tin mà con người chúng ta đã đánh mất từ lâu. Đó là niềm tin vào khả năng và giá trị của việc thực sự miêu tả được thế giới,